Ngày 1 tháng 6 đang đến rất gần, trong khi đồ chơi Việt Nam chưa đáp ứng đại bộ phận người tiêu dùng thì những đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc gây độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em lại được bày bán tràn lan với mẫu mã phong phú cùng nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn. Thời gian qua trên các phương tiện truyền thông đã đưa không ít những vụ tai nạn xảy ra từ những món đồ chơi Trung Quốc. Thế nhưng vẫn có nhiều phụ huynh làm ngơ với những tác hại trên. Bên cạnh những mẫu mã đa dạng màu sắc bắt mắt thì nhiều người cũng nhận thấy những món đồ chơi này vô cùng rẻ. Trên địa bàn thành phố, sản phẩm đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc chiếm đến 90% thị trường hàng đồ chơi trẻ em. Những mặt hàng được bày bán chủ yếu là siêu nhân, robot, bộ lắp ráp, búp bê nhái búp bê Barbie, bộ đồ chơi nhà bếp, kính bơi, bóng bơi, thu nhún. Với rất nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn, giao động từ vài chục cho tới hàng trăm ngàn đồng. Theo các chuyên gia, các đồ chơi không an toàn xuất xứ từ Trung Quốc ngoài gây nguy cơ sát thương trực tiếp còn ảnh hưởng tiêu cực về lâu dài đến sự phát triển thể chất của trẻ, thậm chí có thể gây ung thư và các bệnh lý khác. Đồ chơi là thứ trẻ em thường xuyên tiếp xúc, vậy nên các bà mẹ nên là những người tiêu dùng thông minh để đảm bảo sức khỏe và trí tuệ cho con em mình.